thưa quý cụ, quý ông, quý bà, kính thưa toàn thể quan viên hai họ có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Trải qua một thời gian cũng tương đối là dài, cháu Mạnh Toàn và cháu Thanh Tâm từ chỗ quen biết nhau đến ngày hôm nay, các cháu đã có những sự dung cảm từ trái tim, thấy đồng điệu nhau về mặt tâm hồn, thấu hiểu và chia sẻ nhau những cảm xúc trong cuộc sống. Hai cháu đã có ý kiến với bố mẹ của hai bên gia đình. Chính vì lẽ đó, ngày hôm nay họ nhà trai chúng tôi đến đây với 7 mâm sính lễ cho lễ ăn hỏi và 1 mâm sính lễ có khơi chầu xin dâu. Quý ông, quý bà, quý anh chị, cô bác, hôm nay ngày trọng đại của hai cháu. Giữa biển người mênh mông, hai cháu đã tìm thấy nhau và đem lòng yêu thương đến nhau. Hôm nay thề sông hẹn biển, các cháu đã sang ngày đường hoa kết trái. Được sự đại diện của hai họ, hai gia đình, lời xin dâu của đại diện họ nhà trai cũng như lễ vật, chúng tôi chấp nhận sự kiện trọng đại này. Hôm nay chính thức hai cháu đã nên vợ nên chồng. Mong hai ông bà kết nghĩa tình thông gia gắn bó keo sơn. Hôm nay sum họp cúc mai, thông gia kết nghĩa tương lai vững bền. Chúng tôi kính mong gia đình nhà gái sau buổi nghi lễ này thì cho phép chúng tôi được đón cháu Thanh Tâm về họ nhà trai. Thưa quan viên hai họ, hôm nay cũng là ngày đẹp, gia đình nhà trai chúng tôi có chút lễ mọn đến để xin cháu Thanh Tâm về làm dâu làm con trong gia đình của ông Thắng và Minh cũng như là tộc họ gia đình nhà trai chúng tôi. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, các cháu được gia tộc hai bên tổ chức lễ ăn hỏi và chúng tôi cũng có cái lễ mọn đến đây để xin ngày hôm nay cho chúng tôi xin cháu về làm dâu. Ngày hôm nay là chính thức các cháu nên vợ nên chồng nên duyên, đúng như cái tên của hai cháu là Toàn Tâm. Mong sau này các cháu toàn ý để xây dựng một gia đình thật hạnh phúc và sống với nhau đúng như nguyện vọng của chúng ta mong muốn, đó là đầu bạc răng long. Mà đến bây giờ mời bà. Jsem ráda být dneska součástí tvého dne, tvého velkého dne a přeji ti krásný společný život s Toánem. Ať máte každý den plný radosti a lásky. Mám vás moc ráda.